Xin chào tất cả các anh chị đến với không gian trải nghiệm tưởng thưởng lần đầu tiên được xây dựng trên nền tảng công nghệ thực tế ảo tăng cường, nhằm để tưởng thưởng cho tất cả các anh chị lãnh đạo ở cấp Diamond trở lên của Amway Việt Nam. Trong Amway, ở Amway không gì là không thể.